Xin chào tất cả mọi người, mình là An. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người hai cái thế tay của âm gia mê trưởng. Và bài tập áp dụng là chúng ta sẽ lead cái đoạn điệp hút của bài Mưa Trên Cô Tình. Bản cover của Tùng Acoustic, bài này thì có lẽ sẽ dành cho những bạn hơi nâng cao hơn một xíu ha. Và những bạn muốn tìm tòi cái gì đó để cho nó mới mẻ cách chơi của mình. Sau mình sẽ hướng dẫn hai cái mẫu âm giai. Và các bạn chỉ cần nhớ cái mẫu âm giai đó và đoạn thực hành tab mình sẽ để ở cuối video để cho các bạn có thể dễ dàng tập được bài này. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Rồi, ở trên màn hình của các bạn sẽ là mẫu âm giai đầu tiên. Mình sẽ bắt đầu ở ngay số 4. Cái nốt ở ngay số 4. Các bạn đừng cố gắng thuộc nốt đó là nốt gì. Cái đó mình sẽ suy ra sau hơn. Mình chỉ cần nhớ cái thế tay của nó thôi. Và các bạn dò tập cảm âm nè, các bạn dò tông nè, dựa vào cái mẫu âm giai này rất là dễ dàng nếu các bạn thuộc và áp dụng được nó ha. Rồi mẫu âm giai thứ nhất, mẫu đầu tiên, các bạn bắt đầu bằng ngay số 4. Mình sẽ đánh mẫu như sau. Rồi như thường lệ thì mình, các bạn lead thì hay chơi solo như thế nào đó thì các bạn nên sử dụng beat để cho cái tiếng mình nó được chắc và nó vang hơn ha. Mình sẽ đọc số ngang ở trên một dãy, nên là các bạn cố gắng theo dõi ha. 4, 5, 7. Mình đang ở dây 6. 4, 5, 7. Các bạn nên tập luôn cái ngón út để cho ngón nó mạnh dần lên ha. 4, 5, 7, dây 6. 4, 6, 7, dây số 5. Dây số 4, xuống dây số 4 sẽ là 4, 6, 7, tiếp. Dây số 3, 4, 6, dây số 2, 4, 5, 7. Và dây số 1 là 4, 5, 7. Các bạn thấy cái mẫu nó sẽ đi cái nối cái dạng nó sẽ đi tương tự nhau rồi. Rồi, các bạn chú ý ha, mình sẽ bắt đầu ở ngang số 4. Các bạn học cái bài một cung nửa cung của mình á, các bạn có thể áp dụng được. Thì các bạn có thể dùng cái thế tay này, các bạn dịch lên, dịch xuống, nó sẽ ra cái tông mà các bạn muốn. Rồi, mình đánh lại. Rồi, đây là một mẫu. Lát nữa sẽ có bài tập áp dụng ở sau, các bạn sẽ áp dụng được hai cái mẫu này. Cố gắng thuộc ha. Rồi, tiếp theo là mẫu số 2. Trên màn hình của các bạn nó sẽ hiện sơ đồ nốt. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ở ngang số 8. Các bạn để ý trên cần đàn các bạn có dấu chấm ngang số 8, các bạn sẽ nhảy, các bạn sẽ đưa tay qua nó rất là nhanh luôn. Bắt đầu ở dây số 6. 9, 11, 12. Dây số 6 nha. 9, 11, 12. Dây số 5. 9, 11, 12. Dây số 4. 9, 11. Dây số 3. 8, 9, 11. Dây số 2. 9, 10, 12. Dây số 1. 9, 11, 12. Rồi mình đánh lại nè. Rồi chậm nè. Rồi, các bạn cố gắng ha, đừng có thuộc cái nốt đó là nốt gì cả. Mình chỉ thuộc cái sơ đồ của nó thôi. Và mình sẽ áp dụng nó. Sau này các bạn càng ngày các bạn sẽ càng tìm hiểu được và sẽ biết được nó là nó gì thôi. Các bạn hãy xem cái bài mà một cung nửa cung của mình đó, mình để ở thông báo trên này. Các bạn có thể xem lại và hiểu hơn cách dịch tông một cung nửa cung như thế nào đó. Ví dụ mình đang ở tông ngang số 4 là tông mi trưởng, các bạn dịch về một cung nó sẽ là tông rê trưởng. Cái bài đệm của Mưa Trên Cuộc Tình nó sẽ ở tông mi trưởng. Và mình sẽ dùng hai cái thế tay này để đánh đoạn cái điệp khúc. Ví dụ
Thực ra với một mẫu âm dai các bạn có thể chơi lick được nguyên một cái đoạn này. Nhưng mà mình muốn các bạn luyện tập ở hai cái mẫu âm dai để các bạn linh động hơn trong cái việc sử dụng sau này nữa. Ha, cố gắng thuộc âm dai trước và mình sẽ áp dụng vào nó ở cái bài tập mà mình gửi cho các bạn. Rồi những cái nốt đó, những cái nốt nó chạy trong điệp khúc nó chỉ nằm ở trong hai cái mô hình này, hai cái sơ đồ này thôi. Có thể tự mình dò ra cũng được dựa vào hai test này thôi. Nhớ là thuộc lòng nha và áp dụng được nó. Rồi tiếp theo là sẽ là bài tập và mình sẽ đánh qua một lần. Các bạn tải tab về để các bạn tập ha.